Hôm trước thì có một số anh em gọi điện về cái dòng xe hai cầu đây. Em đợi lại về một cái chiếc Triton đời 2021 số tự động màu đen một cầu nhá. À hai cầu nhá. Phiên bản đủ của Triton biển Hà Nội màu đen. Chiếc xe này thì đang chào bán với giá là 665 triệu. Đấy. Triton form mới đời 2021 rất là đẹp, chạy có 4 vạn lốp cả dàn theo xe. Toàn bộ xe thì không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ đầy đủ cho anh em. Đấy. Lốp 4 vạn 2 này, cực kỳ dày đấy quý chị nhá. Đấy. Tất cả xe thì em đợi đã kiểm tra đều lắp theo xe. Đó. Phiên bản hai cầu thì được trang bị thêm giữ đèn pha này, đèn pha là đèn bi, đèn led ban ngày nhá, mặt ca lăng này, đến cảm biến va chạm này, toàn bộ xe thì để nguyên mộc cho quý anh chị xem luôn nhá. Đấy, tất cả các đồng sơn là còn sơn xi và còn rất là đẹp và sơn zin. Đấy. Bậc lên xuống này, kính đèn này đều được dán phím cách nhiệt, khóa vân tay smart key này. Đấy. Toàn bộ các cái phần khung gầm em quay mộc cho quý anh chị đây. Toàn bộ khung gầm này rất là đẹp nhá. Cổ bô, cổ xả của chiếc xe rất sáng này. Sassi khung gầm cực kỳ đẹp. Với cái chiếc xe này thì em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào có nhu cầu. Vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đấy. Đồng sơn của chiếc xe cản sau này. 665 triệu. Triton đời 2021 số tự động một cầu, máy dầu, phiên bản đủ cao cấp nhất. Đấy, tất cả các phần bậc lên xuống đồng sơn hai bên này, kính đèn này. Một số anh em mà quan tâm đến cái dòng hai cầu thì quan tâm chiếc xe này nhá. Lốp này, đấy, đát lốp em Lợi đã kiểm tra tuần thứ 10/2021 hết nhá. La răng này, sassi này rất là đẹp. Tay nắm cánh cửa bậc lên xuống, gáo gương này. Xe biển Hà Nội, tên tư nhân, bao rút hồ sơ. Cảm biến này, đến Lazada này, thêm dưới đèn pha này, đèn bi này, rất là đẹp. Đây em quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem nhé. Tất cả nội thất thì ghế da zin theo xe, ghế lái chỉnh điện. Vô lăng củ số của chiếc xe đây, từ táp lô, táp ly này, keo chỉ này, zin hết nhé. Đấy, lên xuống kính điện này, ốc khóa bản lề bao zin. Để nổ táp tốp gập gương này, chống trơn trượt này. Bàn đạp phanh ga này, vô lăng của chiếc xe này, gãy số đề nổ này, đến audio của chiếc xe là 4 vạn 2 đấy nhá. Mép ghế hai bên này rất là mới nhá. Thêm đây là núm cày cầu của chiếc xe nhá, hai cầu này, số tự động hai cầu. Điều hòa auto màn hình được lắp thêm. Toàn bộ phiên bản này thì được thêm cửa gió điều hòa trần nhá. Đây. Ghế phía sau của chiếc xe này, trần phào rất là mới. Đấy, keo chỉ trước sau này, đều zin hết, toàn bộ táp lô, táp ly, cực kỳ đẹp. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội nhé. Sàn thùng của chiếc xe này, hai bên đèn hậu này, đấy, chỉ cốp này. Tất cả các phần cánh cửa em quay luôn cho các bác xem này, mộc mạc nhá, keo chỉ này, cánh cửa lên xuống này, ghế này bậc lên xuống, xe nhập nguyên chiếc Thái Lan, này, cánh cửa bên phụ phía trước đây, tay nắm cánh cửa này, kính này, ốc khóa bản lề đây, bao zin hết cho anh em, bậc lên xuống này, ghế bên lái bên phụ. Này. 4 vạn lốp dày bịch luôn. Cabo của chiếc xe thì em coi cho các bác nhé. Đây. Ốc cabo này, chỉ cabo này, tai đầu răng hai bên này. Khá là đẹp nhá. Đấy. Từ các cái chống nóng này, đinh bấm đinh dập này. Máy động cơ, máy dầu này, máy thì máy còn zin và còn bảo hành trong hãng nhá. Đấy. Hộp nhựa máy rất sáng. Máy dầu 2.4. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn một chiếc xe Triton đời 2021 số tự động một cầu máy dầu, số tự động hai cầu
máy dầu màu đen đến Hà Nội, giá 665 triệu nhá. Bạn nào quan tâm thì qua chạy thử nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý anh chị các bạn trong một video gần nhất.